Bạn nghĩ sao về một chiếc TV 43 inch nhưng có giá trên 15 triệu? Vậy là giá trác hay là vừa tầm? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là chiếc Smart TV Sony 4K với mã sản phẩm KD-43X80L. KD-43X80L sở hữu thiết kế viền màn hình mỏng, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa làm tăng tối đa diện tích màn hình trong tầm mắt, giúp bạn tập trung vào nội dung muốn xem và có trải nghiệm đắm chìm hơn. Sản phẩm có chân đế hình chữ T thời thượng, liền mạch và chắc chắn, rất phù hợp với TV và mang lại sự hài hòa cho bất kỳ căn phòng nào. Về công nghệ hình ảnh, chiếc TV này nổi bật với bộ xử lý 4K HDR Processor X1 TM. Điều này sẽ giúp cho hình ảnh có độ xương phản cao hơn, từng đường phim đều rất sắc nét và chân thật. Với hàng tỷ sắc màu đến từ tấm nền màu rộng, cho độ sáng và độ tương phản mạnh mẽ sẽ giúp khung cảnh trở nên cực kỳ sống động, để mọi thứ đều có cảm giác chân thực. Và tất cả nội dung yêu thích của bạn sẽ được nâng cấp lên gần chất lượng 4K, ngay cả khi được quay ở chất lượng 2K và HD. Bởi công nghệ 4K XReality TM Pro sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu 4K độc đáo để tái tạo dữ liệu bị thiếu. Đặc biệt là công nghệ Motion Flow XR sẽ chèn thêm các khung hình trên nền các khung hình gốc, do đó trải nghiệm xem của các bạn sẽ mượt mà hơn bao giờ hết. Một điểm đặc biệt nữa là chiếc TV này có khả năng cảm biến ánh sáng, do đó thì ánh sáng sẽ được tối ưu hóa theo điều kiện phòng, tăng ánh sáng ở trong phòng sáng và hạ ánh sáng trong phòng tối, giúp bạn có trải nghiệm xem mượt mà hơn. Về mặt âm thanh thì 43X80L được tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Atmos, giúp người nghe có thể tận hưởng được độ sâu lắng, rõ nét và chi tiết hơn của âm thanh, cho bạn chìm sâu hơn vào âm thanh không gian sống động cực kỳ. Hơn nữa, với tính năng Acoustic Audio Calibration sẽ giúp phát hiện ra những vật làm giảm âm thanh trong phòng bạn, sau đó tìm ra, cải thiện và tối ưu hóa âm thanh theo bố cục riêng. Và một chiếc TV sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu có thêm tính năng này để bổ trợ cho việc chơi game. Tính năng điều chỉnh sắc thái màu HDR tự động sẽ tối ưu hóa cài đặt HDR tức thì khi bạn thiết lập máy chơi game PS5 TM lần đầu. Theo đó, khi chơi, bạn sẽ cảm nhận được các chi tiết tinh xảo và màu sắc chân thực dù trong vùng tối hay vùng sáng. Ngoài ra, khi chơi game, TV sẽ chuyển về chế độ PS5 TM giúp cho việc giảm thiểu độ trễ cũng như là tăng độ nhạy. Còn khi xem TV chẳng hạn, TV ngay lập tức sẽ chuyển về chế độ chuẩn để tăng độ biểu đạt tối đa cho hình ảnh. Và với chiếc TV này, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tới hơn 700.000 các bộ phim cũng như chương trình truyền hình khác nhau trên nền tảng truyền hình trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tính năng tìm kiếm bằng giọng nói là một tính năng không thể thiếu trong các dòng TV thông minh, đúng không nào? Và đây là một chiếc TV như thế. OK Google, mở bài hát Baby Shark. Baby Shark của Pinh Phong được trích đăng phát trên YouTube. OK Google, MediaMart. Tôi tìm thấy một vài vị trí siêu thị điện máy MediaMart gần bạn. Địa điểm thứ nhất là MediaMart tại 18 đường Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh. OK Google, kênh YouTube MediaMart. Nếu như nhà bạn có trẻ em thì lại càng có thêm lý do để sắm chiếc TV này. Đó là chế độ hồ sơ trẻ em sẽ giúp hướng trẻ đến những nội dung phù hợp với lứa tuổi và trong không gian dành riêng cho trẻ. Bạn có thể cài bộ lọc thân thiện cho trẻ qua các ứng dụng chương trình và phim, cũng như giới hạn thời lượng xem phim cho trẻ khi cần thiết. Ngoài ra, chiếc TV này còn nhiều tiện ích khác như Chromecast built-in TM, điều khiển TV bằng giọng nói với Siri, tương thích với Apple Airplay, Smart TV 4K Sony, KD-43X80L, 43 inch Google TV hiện đang được bán tại MediaMart với mức giá 15.390.000 đồng, giảm 16% so với giá niêm yết là 18.500.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được giảm thêm 27%, giảm lên tới 200.000 đồng khi thanh toán qua VNPQR. Các bạn thấy sao vì những chia sẻ của Ngọc Thị về chiếc TV này? Rất xứng đáng để sắm ngay về cho gia đình đúng không nào? Bên cạnh đó, nếu cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thế giới điện máy.com, mediamart.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới hotline 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!